Ok, hello anh em, chào mừng anh em đến với video ngày hôm nay. Thì hôm nay cũng khá trễ rồi, nên chắc cũng lướt lướt coi tí thông tin này vô làm tiếp for the king. Game hơi chán tí, tại vì chơi cũng quá nhiều rồi, nhưng mà chơi nó chơi xong luôn đi. Thì nếu như anh em mà nắm thông tin thì mấy ngày gần nay á, không có game nào mới trên Steam hết. Đơn giản là vì nó tránh cái tên tuổi của cái game này, Dead Island, Dead Island 2. Thì tôi cũng mới chơi co-op với mấy đứa bạn tí xíu à. Vừa qua cái giai đoạn co-op thì vô làm quen game tí thôi, thì cũng khoảng 1 tiếng rưỡi 2 tiếng rồi. Giá game này nó cũng không có rẻ cho lắm. Cái bản mà cao cấp nhất của nó là bản Gold Edition à. Bản Gold này tới 1.333.000, số đẹp lắm. Còn anh em là muốn chơi thì khuyến khích cái bản này là vừa đủ rồi. Thì cái phần 2 này là nó tiếp nối của cái phần 1. Thì điểm là sau đó rất là nhiều, vài năm sau đó gì đó chính xác nhiều tôi không nhớ, tại tôi quên cốt truyện phần 1 luôn rồi. Tuy nhiên ở phần 2 này xuất hiện vài nhân vật của phần 1. Thì điểm nhấn đầu tiên của game này đó là đồ họa nó đỉnh khỏi nói rồi, cực kỳ ấn tượng chi tiết luôn, có thể nói là một trong những con game mà đẹp nhất ở thời điểm hiện tại. Nhất thì cũng nói hơi quá, nhưng mà nói chung là nó đẹp thôi. Trong game thì phải chỉnh là mức setting tối đa thì mới được đỡ đỡ như cái video hình ảnh render này. Còn cái gameplay thì sao? Gameplay thì nó vẫn như cái phần 1, tôi thấy không cải thiện nhiều cho lắm. Cũng có nhiều thứ mới là như bây giờ anh em có thể bui mà cái Z card á, giống con Black Forest này, anh em có những cái lá card á, anh em có bui bui như một kỹ năng của con game luôn. Thì phần này thì nói chung là mấy cái trang đánh giá còn cao lắm, tại là người chơi thì với cái nhà phát hành game đó, cái nhà đánh giá chuyên nghiệp game đó, họ đã chờ đã 10 năm rồi. 10 năm cho một con phần 2 của con game nhưng mà không cải thiện nhiều. Nói chung là không có gì quá mức ấn tượng để họ có thể là đưa một đánh giá tích cực chứ. Nhưng xét trên góc độ game thủ thì tôi nghĩ là đánh giá sẽ cao hơn mức này rất nhiều. Hiện con này chỉ có trên Epic thôi nha. Anh em trên Steam sẽ không thấy nó đâu. Đánh giá là hầu hết là chỉ trên mức trung bình tí xíu rồi, không có đến mức gọi là quá hay luôn nữa. Đây. Cấu hình con game cũng tương đối, chứ không cần quá quá cao, tương đối cao so với cái mặt bằng game 3A hiện tại á. Anh em nào quan tâm mà cái dòng đến này lần một thì được, không thể bỏ qua con này rồi. Nó dùng một bom tấn thì trong thời gian đây rất là nhiều con game khác phải delay với mà chọn ngày phát hành khác trong vòng một tuần để tránh game này đó. Cái nữa là nó chỉ phát hành trên Epic thôi, nên anh em nào chuộng Steam quá thì không biết khi nào nó lên. Thông thường giống 1-2 năm á, thì vào cái hợp đồng của game họ với Epic có độc quyền hay không. Còn cái nữa thì cái mà phần chơi online với co-op đâu, với tài khoản Epic thì cũng hơi khó. Thì nói chung chỉ có Epic thôi, nên đâu có mà God Phantom với PS4, PS5, Steam gì đâu. Nên ít nhất anh em có bạn bè cũng phải có cái Epic. Thì Epic gần đây họ cũng cập nhật thêm cái danh sách thành tựu nè, với cái phần đánh giá cơ bản, nói chung ở mức cơ bản thôi, thành tựu nè, với cái đánh giá của mà laser nè. Ngoài ra thì không có phần comment hay gì cả. Nói chung thì Epic là thua Steam khá là sao. Thì nãy giờ nói chuyện về con Dead Island này nhiều, nó chắc đủ rồi, là tạm thời bỏ qua nó, không quay lại cái danh mục Steam rồi mà có gì mới không. Thì hôm nay thì đây Steam đang có sự kiện kiện chưa có, sắp có sự kiện là Tem Nét Phép thôi, Tem Future Fest thôi, chính diễn ra ngày 24 đến ngày 1 tháng 5, tức là ngày 25 giờ Việt Nam đến ngày 25 á. Thì giờ Tem họ cũng đưa cho là mình một cái phần quà nhỏ nhỏ, anh em ai cũng có thể vào nhận á, cứ vô cái địa chỉ trang web này hoặc là trên trang chủ là không nhớ vị trí nó để đâu. Thì tốt nhất anh em vô thẳng cái link là tôi sẽ để phần comment đi. Anh em vào cái link này kéo xuống một đây để nhận, anh em sẽ được một cái để trang trí gồ file. Đây khi nhận nhiều trang trí nó sẽ ra như thế này đó. Tài khoản của anh em sẽ có một cái khung khung avatar đó, cái avatar của anh em muốn đổi cũng được, còn không thôi là muốn xài avatar thì cũng được. Cái nhất là cái khung, cái hai là ảnh nền, ảnh nền là ảnh động nè, anh em thấy mấy cái hình nó quay quay động động không. Thì đối với nhà nghèo như tôi thì cái này khá là đẹp á, còn anh em nhà giàu thì trang trí thoải mái như đại gia Việt nè. Đại gia Việt thì anh em khỏi nói rồi đó, quá giàu để có thể dùng những thứ miễn phí như tôi rồi. Thì cái nữa là cái thứ ba của cái đó là cái này,
nó tông màu trang trí vô mấy cái gồ vai của mình. Thì anh em nhận xong anh em nó sẽ thấy nó xuất hiện trong inventory, anh em vào phần gồ vai của mình nên anh em bấm vào edit gồ vai đây, thì vào cái bộ gồ vai trên đây thôi, bấm vào edit gồ vai nó sẽ hiện ra cái menu này đó, anh em chọn phần đặc biệt đó, nó nằm đây nè, thì bấm vào đây nó sẽ kích hoạt cho anh em mấy cái avatar, mấy cái gồ vai đó. Thì tôi đang dùng cái CityLand Leaper nè, nên chắc tôi đổi về cái cũ thôi tại vì nó hợp hơn. Nhưng mà cái avatar ở đây tôi đang dùng cái khung này thì đổi về cái cũ thì giao diện nó sẽ như vậy. Nhìn chung thì không xấu nhưng mà cũng tạm ổn. Còn anh em nào thích cái luôn mà cái sự kiện giải đố nãy có thể thử vào cái nãy, nói chung là sẽ tìm cho miễn phí thôi, anh em nào mà ít nạp tiền hay là nghèo nghèo cho tôi dùng cũng được. Rồi xong thì quảng cáo thì đó, rồi quảng cáo game tôi luôn đây, đây là con game tôi tự làm trên Steam sẽ tham gia vào cái sự kiện đó đó, có với cái thông báo đăng lên mà hiện tại chuyển lên tiếng Việt sao ta, đưa chuyển qua tiếng Việt cho anh em dễ đọc mà thôi, không cần đâu, quảng cáo ngắn gọn thôi đó, anh em có thể vào đây thì đến đó là giá game sẽ giảm chắc còn là khoảng là không tới 40.000 thôi. Anh em nào muốn chơi thì hả mua nha, còn nếu như không hợp thể loại này thì tốt nhất đừng mua, tại vì bản chất con game này là nó hơi bị đau đầu đó, không phải cho giải trí đâu. Rồi con game này hôm nào chắc tôi sẽ giới thiệu thêm cho nó, còn hiện tại thì tiếp tục đi. À, hôm nay cũng có một cái tin nữa này, cái tin trên cái tiết về sự kiện rồi con game Tiny Tina nó vừa Tiny Tina Wonderland nó vừa bị remove de novo. Remove de novo có nghĩa là gì? Là cái de novo cái chương trình bảo mật chống gắt cho mấy con game, hầu như có cái de novo này thì game rất có bị gắt luôn. Bây giờ Tiny Tina Wonderland này nó bỏ cái de novo, tức là nó sẽ bị gắt sớm muộn trong nay mai, thậm chí bây giờ đã có gắt rồi luôn, anh em có thể tìm nhìn đâu được thoải mái. Thì nó bị gắt ra thì những người chơi cũ thì họ cũng hơi là buồn đi thôi, nói chung thì ai cũng chơi được hết rồi đó, anh em không cần phải bỏ tiền mua game cũng được. Game này hồi trước tôi mua nó giảm giá tới 50% rồi, bây giờ nếu như có de novo nó bỏ de novo thì game có thể giảm nhiều hơn, sao nằm đến 90 luôn. Anh em nào chưa có game thì có thể săn sale, canh mà săn sale giá tốt hơn cũng được. Còn cái nữa thì nó bỏ de novo thì game nó sẽ mượt hơn rất nhiều. Đây một con game thay đổi bắn súng phong cách Borderlands, đây là một phần tách ra rồi Borderlands luôn đó, nhưng mà nó quá thành công nên bây giờ người ta ít dính dáng với Borderlands nữa. Hồi đó tôi mua cái 500 sao giờ lên 700 thôi. À đây giá đã 500 mà, không lẽ họ vừa tăng giá nữa, để tôi coi đây, chơi chơi kỳ nha. Vậy là họ vừa tăng giá lên rồi đó anh em ơi, trước 1 triệu giảm 50% là còn 500.000 nè, bây giờ là vẫn giảm 50% nhưng mà 700.000, vậy là họ vừa mới điều chỉnh giá lại đó, điều khá đáng buồn cho anh em game thủ. Bỏ de novo ra tăng giá liền, công nhận mấy anh đã tính toán như thiệt. Đây bây giờ nó không còn de novo bên đây nữa, thì anh em nào thích có thể trải nghiệm đi, chứ cái trò tăng giá này tôi thấy khá buồn cho anh em mua sau rồi. Giảm 50% giá còn 500.000, bây giờ giảm 50 thì giá 700, giá gốc nó là 1 triệu 4 nè, khá là buồn luôn. Người đây là con game thì lần trước có mấy anh Nhật Bản hay Trung Quốc gì tôi không để ý nữa, nhưng mà game này vừa ra mắt thì đạt được quá nhiều thành công luôn, hiện đang có 10.000 người chơi trong game, trong khi coi follow của con game này chỉ có khoảng 5.000 thôi nếu tôi nhớ không nhầm. Đây thì lúc trước chả ai để ý với nó hết, khoảng hơn 1 năm trời không ai quan tâm chú ý đến nó hết, thì sau đó mới nhớ từ từ anh đạt được thành công quá khủng khiếp. Thì tôi cũng chưa chơi game này nên không thể nhận định được cái gì cả. Chả biết game này nó ra sao luôn.
nhưng mà thấy nó quá đông người chơi, 10.000 người, con số khủng khiếp luôn á. Không biết họ có màn kế tình vô, xem thử trailer nào. Giống như một con game nhẹ nhàng giải trí giải lập cuộc sống thôi. Mình đóng vai chăm sóc con gái. Giờ bây giờ giả lập nuôi dạy con cái hoàn toàn mới. Không chỉ ảnh hưởng mình sẽ đưa ra quyết định mà không chỉ ảnh hưởng đến tương lai của con bé mà còn ảnh hưởng nguyên một đế chế nữa. Để coi có lựa chọn cho Max Master không. Đây, có cho Max Master luôn. Như là lựa chọn cho cuộc phiêu lưu của bạn luôn. Nén trẻ dễ tay luôn đó. Cách đồ quả dễ tay luôn. Livestream giả lập cuộc sống. Thì nói chung anh em nào thích thư giãn mà có con rồi có thể chơi thử con game này. Nhìn cái này tôi nhớ đến cái con game mà cái gì ta, con game gì lúc trước là của Việt Nam cũng khá nổi, không phải của Trung Quốc mà cái môi trường nó khá giống Việt Nam cũng khá nổi, sau này có bản nhiệt quá luôn. Con game đó là hình như là hành trình cuộc đời, đúng rồi. Cái này não nó hơi đơ đơ, game nhiều quá nó cũng khó nhớ nữa. Nãy giờ coi game đó thì sẽ nhớ đến game này, gọi là cái gì ta, pha gần China, đúng rồi, Win chua châu Á này, Chinese pha gần à, gọi là Win của châu Á thôi. Tôi cũng đã có bài review về game này rồi, thì anh em nào mà nhớ về quá khứ rồi á, đây là hoài niệm tuổi thơ rồi thì có thể thử game này. Đóng vai mình từ lúc sinh ra là một đứa trẻ sơ sinh cho đến thời gian thi đỗ đại học luôn, nói chung nó là quãng đời đẹp nhất của con người rồi, gần như đẹp nhất thôi. Thì game này lúc trước chiếc review cũng khá nhiều, video người ta chơi cũng khá là nhiều luôn. Đây Chinese Fagan Again, một con game rất hay của anh China nha. Văn hóa của mấy anh China thì cũng tương đối gần với Việt Nam mình rồi. Thì tôi nhìn nãy thì khá giống game này đó, nhưng mà chưa chơi game này nên không thể khẳng định được điều gì. Nói chung là chỉ biết nó khá khá giống thôi. Đây mấy thuộc tính chỉ số với mấy cái lựa chọn nè. Tự nhiên con game này tôi lại nhớ về game này. Thì một điều đáng buồn là con game này tất nhiên có vượt quá rất là tốt và chuẩn chỉ luôn. Nhưng mà cái thời tôi chơi thì nó bản vượt quá đó. Nó không chạy được trên con game chính chủ trên Steam. Tại vì nó khác phiên bản hay sao đó, hay là kỹ thuật thì nó chả nhớ nữa. Dù game khá rẻ trên Steam, chỉ có 72.000 thôi. Nhưng mà anh em muốn chơi vượt quá đầy đủ anh em buộc phải chơi gắt. Thì cũng mà anh em có thể mua trên Steam mày lại bán gắt chơi để ủng hộ nhà phát hành cũng được. Còn thôi thì anh em cứ thoải mái chơi game thôi. Xài thuốc hay không thì cũng không thể đánh giá được. Cái đó mình thích mình xài chứ không ai cấm cản, cũng không có ai kỳ thị đâu. Tuổi thơ tôi cũng chơi thuốc khá nhiều game, bây giờ có thì cứ mua ủng hộ, còn không có thì thi thoảng nhận thuốc thôi. Ngoài ra anh em có thể chơi thử, nếu thấy hợp hay ưng ý hãy mua ủng hộ nhà phát triển đó. Bây giờ hiện trạng treo đầu dê bán thịt chó rất là nhiều luôn. Bởi vì mua game trên Steam là phải để ý con số khoảng 2 đến 3 giờ có thể gì banh được. Đây anh em có thể tán gái trong này nữa đây. Tán gái cua trai rồi thoải mái, nhận tiền lì xì. Em rớt sao vô được cái ống này sẽ có tiền lì xì. Này là lên môi trường mà cấp 3 nè, hay là đại học gì nè. Thì cái này không chỉ là một đời, anh em đóng vai từ một đứa trẻ sơ sinh tới khi lớn trưởng thành rồi thì anh em có thể qua được chuyển qua một thế hệ tiếp theo là thế hệ con cái của mình đó, thì nó sẽ thừa hưởng lại các cái chỉ số của bố mẹ, thừa hưởng được chỉ số của bố mẹ nên chỉ số này sẽ tăng lên, cuộc đời anh em cũng dễ dàng hơn, anh em có thể học nhanh hơn nè, nghiên cứu nhanh hơn và đạt được thành tích cao hơn, thì dư cái thời gian đó có thể là đi làm thêm hoặc là làm gì đó.
Nói chung đây là một game rất đáng chơi. Anh em nào có một tuổi thơ mà khá là giống trường hợp này có thể chơi thử. Đây, băng ghi đĩa nhạc này, Cú âm chân kinh đây, bánh kẹo, có cả đồ chơi luôn. Đây là đoạn cuối con game này. Sụp thì cũng ảnh hưởng lắm. Đây, khoảng thời gian lúc đi học thì ký ức đẹp nhất là người nè. Thì còn con game này nó cũng khá rẻ, khoảng trăm mấy ngàn thôi. Đây. Thì nếu như nó giống con kia thì chắc tôi sẽ chơi thử đó. Mặc dù cái bối cảnh châu Âu này nó không có hợp với mình, không hợp dân châu Á mình, nhưng mà xem chơi cũng được. Design cũng khá là giống luôn nè. Cái chỉ số rèn luyện giả lập nuôi con, game này dịch ra tiếng gì đó, công chúa Volcano gì nè, công chúa núi lửa hả? À, đúng rồi, chữ này chữ núi lửa, chơi mà không dài con khô được kinh hoài mà lại quên chữ này được cũng hay. À thì con này đi cho đây cho gì của mấy anh Trung Hoa, là game này thấy nổi tiếng lắm. Hồi chiều tôi lên mấy game nền tảng chơi game mà stream bên tàu á, thấy với họ rất là nhiều game này luôn. Lượng follow chỉ có 2.000 à, nhưng mà thời gian số người chơi lại gấp đôi luôn, rất số này rất là khủng khiếp luôn. À ừ, hàng Nhật Trung nữa, của hàng hay là của Trung, là tôi nghĩ là của Trung á, hàng nó chỉ hỗ trợ thôi, Nhật cũng chỉ hỗ trợ thôi, đang nghe đi áp xếp mà số đạt được thành tựu rất khủng khiếp. Tôi coi sà chim thấy hầu hết mở lên thấy toàn là game này luôn. Game thì được design theo mà phong cách đồ họa với công nghệ hiện đại tương lai tiên tiến, bối cảnh robot với bằng người máy khá nhiều, nó quá giật như luôn. Còn nhân vật chính của chúng ta thì mang hơi hướng là chibi một tí, thì đồ họa anh em coi nãy giờ thấy là khá ấn tượng đó, các hoạt ảnh effect đồ cũng cực kỳ đẹp luôn, làm rất độc đáo thì chi tiết, nhất là cái phần phối màu á. Mấy cái phần phối màu rồi chớp nháy hiệu ứng rồi làm rất là chỉnh chu, khá nhiều video là 1 2 4 5 6 video luôn. Em nhìn cái màu sắc nó xanh lá xanh dương đỏ gì xen kẽ rất là đẹp, mà cái mấy cái nút này thì thấy hơi bị kỳ đó, HUD vậy mà chắc họ thiết kế theo kiểu bàn phím á, kiểu 4 nút trên mà cái bàn phím á. Thì anh em nào thích thể loại 2D màn hình ngang mà hợp với phong cách đồ họa để nâng cấp này có thể thử qua này. Nhân vật khá chibi luôn đó. Không biết có tạo hình người lớn để câu không, rồi vô game đưa lại chibi thôi. Thì game mới ra mắt có ngày thôi mà đã được gần 500 đánh giá rồi. Nhanh dữ thiệt, rất là chất lượng, đang giai đoạn chỉ là early access thôi nha, Google Live luôn á, rồi anh sành Google Live luôn nè. Ô hồi nãy có khoảng 10 tab rồi. Theo lý thuyết á, mình được để mười mấy tab lận, hình như là 14 tab hay là 20 tab nữa tôi không nhớ nữa. Thì cái lượng tab càng nhiều thì nó càng có lợi cho mình thôi, hầu như rất ít khi dev mà để ít tab lắm, tại vì cái tab này mình sẽ được gợi ý bởi những con game khác,
cái người dùng khác nữa. Nên thường ở đây để là mức tối đa đầy đủ desktop luôn. Riêng con game này chỉ để có 18 mà. Vì vẫn được thành công vậy luôn á. Này 2D chứ thực ra để 3D cũng hơi sai sai, 2D platform á. Tất nhiên đồ họa thì nãy giờ thấy nhiều đoạn những 3D rồi. Nhưng mà cái nền tảng chính vẫn là 2D platform. Thì hiện tại chưa có thời gian mà họ chưa có hướng cụ thể chính xác, chỉ gợi ý khoảng là 6 tháng thôi đó, nhưng mà chưa chắc về thời gian chính xác luôn nè. Nói chung là vẫn tập trung phát triển mà giai đoạn early update được gì thì hơi quá thành công rồi. Đây là hứa hẹn của phiên bản mà hoàn chỉnh luôn đó. Để coi cái đánh giá tiếng Anh không, có luôn, chỉ có 7 đánh giá tiếng Anh thôi, còn lại chắc là tiếng Trung nhiều hơn. Hầu hết vẫn là những lời khen. Thì con game này tôi không chơi game 2D nhiều nhưng mà tôi nhìn thấy nó là cũng tương đối ấn tượng đó. Để tôi không biết nó có fan Weebu không. Thằng Weebu thì nó không chơi game 2D. Thằng chơi game 2D nó ít chơi game Weebu lắm. Nên không biết là có thằng nào mua con game để tôi có thể chơi ghé thử không. Game này có âm nhạc không đâu, gây thêm chứ. Không có. Nhìn ký tự nhạt nhẽo. Thì đây là một game xây dựng ở Man China. Tôi cũng coi livestream thôi chứ chưa biết nó sao. Thì phong cách đồ họa này nhìn cũng được nhưng mà tôi không thích cho lắm.话说，Nhìn nó đơn giản quá那cũng ổn.宋朝处理之事，百姓流离失所，哀Rồi,鸿chúng ta遍xem cái trả野。lời ha.也许朝鲜那时开荒建城，振兴百业，素性野美，耕耘数亿，春生夏长，秋收冬藏，然后民割干其食，安其俗，落其野。莘莘学子人才辈出，迎金榜题名日。车水马龙，琼楼玉宇，见盛世繁华时。外敌入侵，那便募兵应战，突袭偷袭，这就前将巡逻，纵有千灾百难，亦有奇谋妙计来应对。上得神父庇佑，下受祖先负责，风调雨顺，五谷丰登，技艺进步，名人造访，好一派欣欣向荣新景象。正所谓服侍新人换旧人，借问诸君可愿一试这送上繁华？Thì những cái trailer lần đầu tiên tôi coi lại thì không đơn thuần chỉ là một game xây dựng mà nó còn nhiều yếu tố nữa, thường là quản lý tài nguyên, là chăm sóc mấy cư dân của mình, thậm chí có chiến trường đánh trận dàn trận luôn. Thì hình ảnh này mới được chụp ở giai đoạn dev vui thôi, không biết vô game thì nó có cải thiện nhiều không. Như cái mặt nước này thì chắc phải cải thiện thêm tí nữa. Thì cái đồ họa thì thấy cũng tương đối bình thường nhưng mà cái gameplay có thể có chiều sâu rất là sâu luôn. Họ làm cảm giác như mình đang đọc tài liệu trên giấy thiệt luôn, thậm chí cảnh nền nữa, phông chữ cho tới cái nét đi nét luôn. Được, game này ổn mà giá hơi cao một tí. Có tiếng Anh không ta? Rồi có luôn. Nãy giờ nhìn hình cũng có tiếng Anh mà. 2.000 người chơi cùng lúc, một con số rất là khủng. Top, nằm trong top 100 là thấy con game ấn tượng rồi đó. Này ở top 59 rồi. Hiện tại có 8 đánh giá tiêu cực. Những con giá game ơi, Việt Nam đồng của mình khoảng 250. Còn giá US là khoảng là 18 đô, 19 đô. 19 chứ không tới 20 nữa. Họ xét giá 19 để nó nằm chứ phần dùng giá 20 á.
như hôm nay ấy làm tạm nên em học cái loại xây dựng quản lý hành trì rồi, có thể thử được, họ không có táp gì luôn, để coi kỹ lại coi. Dạo này mấy game thành công họ không có chăm sóc nào, không có chăm sóc cái trang tem phay của mình luôn, tem phết này nè. Ừ, chỉ có cái duy nhất thẻ là single laser thôi, không có thành tựu hay là bất cứ gì khác nha. Đây thường họ để đủ là gần 20 tab mà 18 20 tab đầy đủ hết, có gamma trong này nữa hả, with time event đó nè, with time event gọi tắt QTE là khi nó hiện lên cái nút cho màn hình trên màn hình đấy, anh em bấm kịp lúc thời gian á, theo trả lời nãy giờ tôi thấy gì chả có. Con này thì nói nhiều rồi, tạm thời bỏ qua đi. Con này chắc tôi chưa mua nữa, nên khi nào có thời gian sẽ mua thử. Cảm thấy khá ấn tượng với nó. Để coi là nhạc rất là hay. Để coi hội khuyến mãi từ chừng nào, 2 tháng 5. Còn lâu. Giá game khá rẻ nhưng mà ngại cái đóng DLC. Một cái DLC nữa thôi, tính ra là khoảng 150 à, cũng được, dù game cũng mới được tăng giá nữa. Đợi gần gần hết phiên mãi rồi có game gì khác để cạnh tranh không, tại vì giờ cuối tháng 4 rồi chưa biết tháng 5 là có những con game nào mua về giờ để đó quên nữa. Như đầu tiên vài ngày nữa cuối tháng 4 mình là có cái con Jedi rồi, Power Jedi á. Qua tháng 5 tôi nhớ đầu tháng 5 như có con Get Phone mà để tháng 5 mà tính luôn. Giờ xem lại trailer của nó lần nữa. Âm nhạc nó rất ấn tượng. Thì như mấy video lần trước thì cũng đã nói về con game này khá nhiều rồi, nên bây giờ chắc nói sơ sơ thôi, chủ yếu là họ đang quảng bá chuẩn bị ra mắt game mới, một con game giống chuỗi của họ đây. Trước con Kingdom này thì cũng có một con Kingdom nữa, con đó 2016 gì đó. Con này là như ta này 2018, con đó 2016 13 thì không nhớ nữa, con này nè 2016. Thì con này tôi cũng chơi mới chút chút mà mua xong để đó quên, nhưng mà sẽ chơi con này, con này thì nào mua rồi sẽ chơi, không biết khác biệt giữa hai con có gì nhiều không, nếu như chơi con này thấy hay thì tôi sẽ quay lại cái bản 2016 chơi tiếp luôn, bản này bản 2019 2018, còn đây là cái bản sẽ ra mắt trong năm nay. Thì bối cảnh tương lai là như vậy, cũng dẫn màn hình ngang đi qua trái phải tới lui, vẫn xây dựng thành phố hoàng vũ chống lại quái vật, nhưng mà cái này là hiện đại luôn rồi, thì tôi cũng có nói trên một cái video rồi đó, nên khi nào chút nữa rảnh đó, tôi sẽ đăng lại video đó ở dưới comment luôn, lúc đó cũng nói khá khá về game này, vẫn đang mong chờ thôi. Đây là một con game nào, game này chắc tôi chưa chơi, không rõ cho lắm. Thế giới mở sinh tồn nhiều người chơi say bay rồi, ở đây mua game online nên tôi không có chơi nên không biết, nhìn kiểu này giống ghét ha, hàng con mua người này giống ghét ghét gỗ ghét thác bất tê chứ nhầm ghét thì ghét ghét kia đã đẩy nhanh này đây.
Nếu có xây dựng công trình thì nó giống game này hơn, còn không có công trình thì nó giống hầu hết với mấy game khác rồi. Game này khỏi phải giới thiệu chắc anh em cũng biết rồi, 1 triệu follow nè, 100.000 online cùng lúc nè, hầu như lúc nào cũng đứng top trên đây đó, nằm vô top những game đang được chơi nhiều nhất. Game này thì mệt mỏi đó, chơi đâu phải chơi ha, cực kỳ luôn, không có thời gian bỏ ra là có nhiều phải sống trong game luôn. 32 tấm ảnh, nói chung đây một phiên bản khá khác khác, khác tí thôi, nhìn cái hình cũng na ná nữa, còn chỉ mới bán khiên với gói hỗ trợ thôi, chắc là gì là không có pay to win quá, có in nạp thanh toán không luôn, không có phụ đề luôn, như là game chắc không có cốt truyện gì nữa, mà online mà đâu cần bui quá thứ đó. Mình tơ tơ chắc lại các bạn biết update gì mới lên gì thôi. Top 10 này thì rất ít khi thay đổi. Cái sụt Ertiga này nhiều anh em không biết nó là cái gì. Thì thực ra cái bản này á, anh em là chơi GTA mà online hoặc là mod đó, sẽ biết đến cái này. Họ xây dựng cái mod dựa trên cái mà công cụ bộ công cụ này. Hầu hết là những người chơi Dota hoặc là mấy cái game khác của chơi GTA với mấy cái game khác á, phải xây dựng dựa trên công cụ này nên nó chạy thường xuyên. Đó chính là lý do mà nó nằm trong mà cái top 10 game này. Thì đó, hai cái này gần như là một đó. Cái này tính GTA, còn cái này thì sẽ chạy chế độ online hoặc là cái bản mod hoặc là server riêng á. Đây, con game này thì tôi sẽ chơi nè, nhưng mà chắc tuần sau đi. Ừ, hiện tại hết game mới. Muốn game xây dựng nhà cửa gì đây? À, xây cửa hàng. Follow 10k mà. Lượng người chơi ít chứ đó. Chỉ có khoảng 2 ngày đầu, 2 tháng đầu tiên là lượng người chơi đông thôi. Xong tới tháng này ra chắc video hay là gì đó. Ông video là bữa nay nè, 1 tháng 4 nè. Game bữa nay mới chính thức ra mắt nè. Nhưng mà lượng người chơi cũng không có đông cho lắm. Từ cái giai đoạn này gần 2 năm trời, hầu như không có gì tăng luôn, thậm chí còn giảm nữa. Con game này cũng khá nhiều điều bất thường luôn. Thì thay đổi xây dựng quản lý nhà hàng này thì tôi chơi cũng khá nhiều rồi, chứ là chưa chiêu thư giãn đấy. Cũng không có gì ấn tượng không, giá game hay rẻ, cái ấn tượng yếu tố mà ổn định duy nhất thì rẻ. Còn nếu như anh em muốn chơi cái thể loại này, anh em muốn thử thử qua con game mình. Cái hạt này thì tôi mới chơi có vài tiếng rồi, chơi nhiều chơi ở hạt kia thôi, cũng có bài review đâu rồi luôn nè, anh em muốn có thể vào đây đọc tham khảo. Cũng một game xây dựng như thế. Game này thì bối cảnh trung cổ, nó cổ hơn rất là nhiều, nhưng mà đánh giá đồ họa thì tôi đánh giá con game này nhỉnh hơn, mặc dù cái đồ họa cũng khá là phèn. Thì đây con ta vành Master, chú anh ruột dịch năm nay vậy thôi. Thì sau này ngoài cái quán rượu thì anh em có thể mở bán thêm đồ ăn, điểm tâm sáng, nhiều thức uống khác, để nâng lên một tầng trên, có thể xây dựng thêm một cái khách sạn đồ chẳng hạn, để bán hàng đóng gói mang về, mình nâng cái quán mình mở rộng ra từ từ vậy. Xây thêm tầng trang trí bàn cửa, phục vụ các loại khách quý trọng, tổ chức sự kiện rồi. Thì game này nói chung là chơi khoảng 20 giờ là hết content này, 10 tiếng là có thể hết rồi, 20 giờ dành cho anh em chơi kỹ thôi. Rồi, họ xây nguyên gian bếp rồi sao luôn, còn tôi gán ngồi nhét hết ra phía trước cho tối ưu cái diện tích không gian mình có thể sử dụng.
đúng là dân chiên người ta xay khác biệt thôi. Này, mình cũng phải là quản lý khá nhiều thông số đó. Ồ, nhìn người ta xây thấy ham không? Phòng VIP đôi nữa. Đúng. Nhưng chuyên biệt thôi, xây khác biệt đó. Lần nào giống quay học tập rồi chơi lại lần nữa. Thì họ cũng khá nhiều update gần đây, với mà mục đích vẫn là giới thiệu game mới của họ. Đây. Game giả lập thợ rèn. Thì cái nãy là ông chủ quên ngủ, bây giờ là ông chủ thời gian thôi. Thì chưa biết game nó ra sao, họ cũng đã up lên một cái bản vào khoảng 2 tháng trước rồi, vẫn chưa thời gian chính thức ra mắt. Thì chắc tất nhiên tôi sẽ thử game này. Mỗi lần zoom lên nó đứng tí à, hạn hơi bị lõm tí, giờ nó đứng luôn rồi chúng em tí nữa. Thì coi hình ảnh đã gì, đứng ngay đoạn tấm hình này đó chứ. Thì chắc lối chơi thì vẫn như con nãy thôi, chỉ là đổi cái hình ảnh, nhưng mà cái gameplay vẫn y hệt, chỉ là đổi mấy cái hình ảnh bối cảnh, nhưng mà cái tài nguyên thay vì mình vẫn bị gụ, bây giờ mình vẫn bị quặn. Con nãy cũng rất là thành công rồi, tiền quá nhiều rồi, nên đẻ ra thêm con game nữa là không có gì sai. Đây 5.000 được đánh giá. Game 18 cộng, trời ơi. Top lên game nè. Những game này miễn phí nên lên đây thôi. Rồi, thôi cũng trễ rồi. Chắc rồi còn cái gì lướt lướt tí nữa thì không chơi game đâu. À, có một cái video về một con game rất là thật, gần đây mới nổi tiếng ngày hôm nay. Để mở lên cho anh em coi luôn. Nên tôi tìm lại cái. Đây. Game này thì đang tạo cơn sốt những thời gian gần đây. Lúc trước trên Reddit có một thanh niên nói về con game này, là anh ấy tạo một con game bằng cách đeo một cái, không không phải game, anh ấy đeo một cái mà body cam trước ngực. Body cam là dạng như camera gắn trước ngực cho mấy cảnh sát, hay là gắn trên nón như mấy cái đội đặc nhiệm đâu đó, gắn trên nón rồi trước ngực đầu để đi cái góc quay nó gì vậy, nó tròn tròn, anh em thấy bốn góc nó có bòi tròn tròn. Thì con game này họ làm thật đến mức là không biết nó là đời thật hay là game luôn. Nhiều người coi cái video trailer game này á, đây chơi game trailer, trailer này họ nói đây là một game được dàn dựng chứ không phải là cái gameplay đạt được những điều đó. Thì tất nhiên bây giờ chúng ta coi thử video trước đi, rồi bàn đến chuyện đó sau. Đồ phân giải chỉ có 2K thôi nha, còn có 4K. Nổ súng, nổ súng.
fuck is Oscar? Rồi, kết thúc trả lời. Thì qua cái video vừa rồi á, anh em thấy là cảm giác nó gần như siêu thật luôn. Nên nhiều người hoài nghi nó cũng đúng. Con game này nói về cái độ đồ họa như vậy thì tất nhiên nó sẽ được dựng trên anh Gil anime rồi. Bây giờ anh Gil cái anime so với cái mặt đồ họa 3D nó nhỉnh hơn mấy cái khác, nhưng mà cái nó nhỉnh hơn nhiều nhất đó, chính là cái ánh sáng. Cái ánh sáng môi trường đó thì so với thực với ảo á, cái điều dễ nhận biết nhất đầu tiên á thì cái ánh sáng môi trường, thứ hai là chi tiết vật thể. Chủ yếu là hai cái đó là cái hai cái quan trọng nhất. Cái thứ ba là chi tiết vật thể bao gồm rất là nhiều thứ, như đầu tiên là Tetsuya nè, và mấy cái mà chi tiết trên cái bề mặt, vân bề mặt nữa, vật thể. Ngoài ra cái nữa là khuôn nhận dạng khuôn mặt với biểu cảm. Thì hầu hết mấy con game á, như cái này che mặt không thể nói được, hầu hết mấy biểu cảm trong game thì nó chưa có theo sáng được khuôn mặt thực tế đâu. Ngoài ra cái đoạn đầu game anh em thấy là gần như không thể phân biệt luôn, nhưng để ý kỹ thì nó sẽ khá là mờ nè. Đó, chủ yếu là ánh sáng nó chói quá thôi. Với cái nữa là anh em nhìn mấy cái cây bên phải nè, cây nha. Tại sao họ dùng mấy cây này? Tại vì đầu tiên á, thì vô game render á, cái lá cây nó rất là nặng, mấy cái chi tiết bằng lá luôn, mấy thanh niên đi soi lá cây rồi đánh giá đồ họa luôn, thì tốt nhất gọi lên để cái cây chuỗi lá nhìn đi, một ít lá gần thôi, nhưng mà chúng ta không thể quan sát được chi tiết đâu. Đó thì cái animation này cũng nằm rất thực nè. Vô đây thì anh em thấy là cái phần ánh sáng rất là độc nha. Khó nhất là cái phần ánh sáng để cho nó cảm giác như rất là chân thực. Phần này cảm giác giống game, mà tôi nghĩ con game này không phải là hành động từng tí đâu, mà dạng là render rồi xử lý lựa chọn thôi. Tại anh em chơi game hành động đầu á thì ít nhất vẫn phải là 60 fps, nhất là mấy game bắn súng như này. Còn nếu như anh em mà chơi mấy cái mà game như chế độ lựa chọn đầu thì chỉ cần 30 fps là đủ. Ngoài ra cái thứ hai nó chọn cái góc quay body cam á là để nó rung lắc khá là nhiều, tạo cảm giác rất là thật luôn. Âm thanh nó âm thanh mà vòm lập thể luôn. Thêm một điều nữa là khi mình di chuyển á thì nó cũng rung lắc theo, hình ảnh nó cũng bị bóp méo nè, như cái cửa nó không hình vuông mà nó hình mà tròn tròn, để cho mà mấy cái nét chi tiết vật thể á, mình nhìn vô cảm giác nó khác biệt nhiều hơn. Như mình nhìn xa thì thấy cái này nó vuông, mình đi được gần thấy nó tròn tròn thấy. Bởi vì có thể dùng lại bằng cái texture này cho nó tối ưu á, nhưng mà vẫn không thấy mà nó giống nhau. Mấy cái mặt xi măng này cũng vậy nè, vết sơn với khô. Anh em nhìn kỹ là sơn, nhưng mà lên cái mặt mà cái gì gọi là kim loại này thì có lồi lõm, có cộm cộm lồi hộp hộp lên đó. Làm rất là giống thiệt luôn mà, thấy không? Thì đoạn này tôi nhớ là có con chim nó bay vô đây nữa, con côn trùng hay là con quạ hay là con gobo nữa. Nên coi kỹ là nè. Thì cái con này cũng còn khá là giả, chỉ hồi sau cái hiệu ứng va chạm thôi. Thì cái nữa chúng ta thấy video này là rất ít hiệu ứng va chạm luôn rồi, nên tôi nghĩ là mấy cái model này đã giật thể tỉnh thôi. Để nói chung là nó càng thật thì nó càng nặng, mình để tỉnh với mình để động nữa thì nó lại càng nặng nữa. Đó, có khá là ít va chạm luôn. Hầu hết là các đồ vật xung quanh, đồ vật tĩnh á. Riêng cái đoạn cháy lửa cuối cùng á thì đương nhiên cái này là động rồi, đâu thể làm tỉnh được nữa. Đó, thì nhìn cái đoạn này là biết là game live rồi. Ngoài ra còn có cái đoạn cầm đèn pin nữa. Đâu rồi? Tôi nhớ có cái đoạn cầm đèn pin không? Đây. Thì như anh em biết ngoài đời thì mình cầm cái đèn pin mình gọi á thì không thể sáng mà dùng như vậy. Tại vì mỗi cái bề mặt vật thể đồ nó sẽ có phản xạ ánh sáng á. Anh em nhìn thấy cái đường biên này rất là rõ mà. Điều này chứng tỏ là gameplay thôi. Còn thực tế ngoài đời á thì chỗ này nó sẽ sáng nha một ít, tới dần dần với mấy cái bìa nó mới tối dần thôi, chứ không phải nhìn rõ được một vùng như vậy tới cái đường biên như vậy. Trừ phi anh em ở ngoài không gian rộng không có gì phản xạ ánh sáng á, như độc không mong vạnh nữa, em chiếu đèn hay nói chuyện đồ nó rất khó chuyện đi. Còn cái này là trong bối cảnh của nhà mà như vậy là sai nè. Thì tại vì nó thật quá nên để như vậy cũng được.
như cái đoạn vừa rồi tôi thấy nó đúng hơn. Nè, như anh em vừa leo qua mấy cửa, anh em sẽ thấy mấy quần sáng xung quanh, chứ không đến mức tối đen như vậy đâu. Nên cái đoạn đó họ cũng tua rất nhanh. Cái nữa là mặt nước, mặt nước khi mình chạm vào á, hoặc là nó phản chiếu rồi á, mình nhìn thấy nó rõ, rõ là giả luôn. Nên họ ít, rất ít khi là làm nước nó nhiều, mà chỉ làm cái bề cái vũng nước thôi, chính xác là vũng nước thôi. Như anh em xem cái trailer mà Unreal Engine 5 nó trình diễn cái bản mà của ma trận á, sẽ thấy rõ cái mặt nước ở trên cái đường lộ xi măng nó mưa lất phất rồi, chiếu làm tăng cái độ thực. Thì tôi nghĩ là khoảng 50 năm nữa thôi thì đồ họa game nó sẽ từ thế này trở lên. Lúc đấy thì chúng ta có phân biệt thực với ảo luôn. Còn cái game này ít hiệu ứng va chạm, cái gameplay nó thì bắn súng với mình xen lẽ lựa chọn. Mình chắc là tự di chuyển, mình lít chuột hay là quick time event gì á. Chứ đồ họa như vậy tôi nghĩ là mấy con máy tầm trung gánh 30 FPS nó cũng khó nữa. Một vài cái bản demo sâu cho nên kêu anh này đưa vô bộ editor của nó. Thì nó thật thì đúng là thật thiệt. Nhất là mấy cảnh ngôi làng Trung Cổ rồi cây cỏ nó làm rất là thật luôn. Nhưng mà nó chạy trên đồ họa càng tiên tiến nhất thế giới hiện tại. Rồi cái card game phổ biến, tiên tiến nhất thôi thì cũng nói hơi quá, gọi là cái card game phổ biến. Nhưng mà xịn sò nhất là bản 4090 đổ lên á. Thì nó cũng chỉ kéo được có mười mấy, 30 FPS thôi. Cái đó là chưa kết sức game nha. Tại vì kết sức game ngoài cái đồ họa nó hiển thị trực tiếp thì anh em còn phải xử lý nhiều thứ nữa. Như va chạm của viên đạn luôn nè. Khi cái hành động giật nảy bắn rồi gài đạn nữa, mình đưa ra mỗi lựa chọn. Nên cái FPS nó sẽ còn tục một khúc dài nữa. Thì hiện tại thì chưa biết con game này nó thế nào, là hiện tại là nó chỉ để gì thôi, nhưng mà chưa biết chắc được. Vẫn có thể cho mình đi mình lựa chọn mấy cái này, còn lại là mấy cái ảnh hành động thôi, chứ render trực tiếp trong game thì thêm rất là nhiều thứ khá là khó. Nhưng mà không phải là trước mắt này, không phải là video này nó dựng nếu quay đâu, mà nó render trong game thiệt á. Nên em thấy mấy cái nền rồi nè, gương được phản chiếu ánh sáng này. Cái nổi bật nhất của game này nãy giờ thấy là cái ánh sáng nó rất là thật, luôn luôn là ánh sáng rất là thật. Thì cái video mới đăng lên thôi, vài ngày thôi, một ngày thôi, nhưng mà đã được 2 triệu lượt view rồi, gần 3 triệu rồi. Em chưa ra mắt nhưng mà thấy ấn tượng nhất là cái phần đồ họa với tạo tiếng vang rồi đó. Che mặt là mờ rồi, thì cái khuôn mặt mình thì nó rất là khó biểu lộ cảm xúc trực tiếp trong game, kể cả mình gắn mấy cái chip lên mặt mình cao trực tiếp mấy cái biểu cảm thì đôi khi nó vẫn lộ khá là rõ, nhất là cái môi đâu á. Vậy nên che mặt trong game thì cũng tạo được một điểm nhấn, điểm nhấn thứ nhất. Rồi cái điểm nhấn thứ hai tạo cảm giác siêu thật. Game này nếu nhiều người nghĩ là làm game mà ma cỏ kinh dị nữa thì dựa trên đồ họa này thôi chắc ngồi khóc luôn. Hầu hết mọi người là cũng đều cho những lời khen có cánh cho nó thôi, thì phải chờ game này ra mắt rồi mới nói tiếp được. Trước mắt chỉ có trailer 2 phút thì chưa khẳng định được điều gì. Tôi cũng coi thử rồi có con game gì nó nổi không. Nagaka sao bữa nay nó nổi lên đây dữ vậy ta. Để coi thử rồi. Nagaka thì một con game mà sinh tồn khá hay, lượng người chơi là tăng giảm khá đều ổn định luôn. Chắc có biết update gì á, anh em nào thích con game mà thể loại sinh tồn mà phong cách kiếm hiệp đó, thì thử con này. Con này thì tôi cũng mua xong rồi trên thời gian rồi bỏ rồi, giảm giá chứng chỉ thương mại nữa nè. Cái chứng chỉ thương mại này rất quan trọng với con game này, tại vì con game này rất là nổi tiếng ở bên mà Trung Quốc luôn, nguồn của họ mà bên Trung Quốc, Hàn Quốc thì nói chung châu Á mình á, bên đó thì rất là chuộng cái cyber game. Mà con này muốn cài lên cyber game phải mua cái chứng chỉ thương mại này, chứ không có là mình không được phép sử dụng cái đó đâu. Kể cả khi người dùng họ đăng nhập chính tài khoản của họ thì đôi khi cũng dính cái lỗi kỹ thuật nữa.
hai bản DLC. Thì gần đây không cập nhật gì mới nhưng mà game nó vẫn lên. Game này đã chơi cũng mê lắm, nhưng mà sinh tồn thì ba người vẫn là game giá gánh tạ như xưa thôi. Thì giờ mấy game online gần như tôi không có chơi luôn, chỉ có bắn APS với mấy người quen là chính thôi. Thì bây giờ coi thứ anh có game nào mới. Gần một con game mà thay đổi đề tài chiến tranh, có 13k review rồi. Game ra mắt vào ngày hôm nay, chắc cũng mới khoảng vài tiếng trước thôi. Hiện tại đang có 70 người chơi. Game này chỉ chơi đơn mình thôi, nên tôi nghĩ là đi theo cốt truyện giống Battlefield á. FPS có GTS. Sao cứ dòm lên lại đứng đó? Thì cứ fan đề tài chiến tranh thì mê mấy con game này. Đây, theo cái góc nhìn này thì một đống tài nguyên như vậy thì nó giống là chiến thực thời gian thực nữa đó, chứ không chỉ đơn thuần là FPS thôi. Vừa chiến thực thời gian thực mà anh em có thể nhập vai vô cái chiến binh nữa, tham gia trực tiếp trên chiến trường luôn. Đồ họa thì cũng ổn, được. Đề tài chiến tranh thì mấy xe tăng luôn luôn là hàng đầu rồi. Nhưng mà chưa thấy hiệu ứng cháy nổ va chạm nó có làm được những Battlefield không. Không có phá hủy môi trường gì nhiều, như cái đòn bắn hồi nãy có tình lực nhưng mà cái hàng rào vẫn còn nguyên. Đạn thì cũng chưa chạm đất nữa nè. Có hiệu ứng va chạm ở mức tương đối. 5 anh em cho một chiếc xe tăng, lấy xe gì mà mấy người ngồi nó gớt hết. Thực ra xe tăng cũng chả ai ngồi dưới đó đâu. Cái này tôi nghĩ là lúc đó vào chiến trường quan sát theo dõi rồi, boss nó tự đánh nhau thôi. Game này dẫn đến giai đoạn Early Access. Thời gian Early Access là 1 đến 2 năm. Giá game đâu ta? Giá game giá bán là 15-20 đô rồi. Thì con game này họ không hề marketing gì luôn, tới đúng ngày họ tung con game lên luôn. Nhưng mà rất thành công nha. À không, dưới đây mới đúng nhất. Không, họ không có test gì luôn á, tới đúng ngày họ tung con game ra chạy thẳng luôn à. Đây, review 14 giờ 40 tới 15 giờ đưa game lên. Trước đấy thì không có ai test con game này cả. Chỉ có một người chơi duy nhất thôi. Trước đẹp tự tin con game mình không có bug hoặc là test nội bộ kỹ thuật với nhau chứ không có public. Thì đến tháng 10 năm ngoái thì game mới đạt được một số follow tầm tạm, sau đó là tăng vượt trội lên luôn. Không hiểu sao giai đoạn này nó tăng nhanh như vậy. Nhưng game này chúng ta vừa coi nãy rồi. Game này chắc bỏ qua 18 cộng, 18 cộng mà nhảy lên 2.000 vô luôn. Đây game này cũng vừa coi nãy luôn mà. Game này khá nhỏ thôi. Hình như tôi cũng nhắc đến game này trong đợt mà video lần trước rồi. Mấy lần trước rồi. Game này tôi cũng đã quyết tiết rồi nên chứng tỏ cũng đã nhắc trong video tháng 4 rồi. Nên em có thể coi lại cái video tháng 4 phần 2 á. Ồ, con game gì làm giống phim quá vậy? Game này chắc thuộc dạng kể chuyện, nhập vai kể chuyện thôi.
18 cộng. Coi thử game này. Họ đưa bản gì lưu lên ngày 20 này. Đồ quả như thiệt chứ. Cứ nãy giờ coi cứ tưởng là xem video mà thấy không. Mà thực ra xem video thiệt. Đây là đồ quả trong game nè. Chắc thấy loại giá lọc này. Thấy mấy cái trò làm cu li này là thấy bắt đầu mệt rồi đó. Dev này chơi tới cảnh thiệt nhét vô game không? Rồi xong rồi làm cái video cũng chơi kiểu đó luôn. Đó. Giờ tôi phân vân không biết đồ bản là đẹp hay xấu hay là thật hay là ảo nữa. Thanh niên này dạng như làm kiếm lâm hay gì đó. Hay là chăm sóc rừng, trồng rừng nữa. Đồ họa này tôi không biết nói sao nữa. Nó vừa thật vừa ảo vậy thôi. Nhìn nó mà ảo ma chứ đi. Đây, rừng cho là thư giãn. Bui game này sao hỗ trợ kế hoạch trồng rừng. Dấu sao dưới đây để đọc thêm chi tiết nè. Phải lợi nhuận từ cái Forest Gate này sẽ được ủng hộ do mà dự án thì đầu tư trồng rừng trên thế giới gì đó. Thì nói chung mấy này chỉ là lời hứa chứ cũng không biết ra sao. Cái này ai chuyên môn thì kiếm gì được chứ tôi chỉ đọc chữ thôi cũng không biết được. Đây là vô gameplay nè. Chúng ta coi cái này chính xác đồ quả hơn. Đồ quả nó không render, nó chỉ để rất là mờ, 480. Hiện tại một con game mà giả lập simulator. Thêm cái mảng giáo dục nữa. Những chơi lơ thì chơi như ảnh thiệt luôn. Giờ này mà mảng 7 chữ nó vẫn bóp khủng khiếp. Bấm vô tấm ảnh mà nó không vô mà được không ảnh bự nữa. Rồi vô đường này. Đồ họa này lúc đẹp lúc xấu nhìn ảo ma thì đây một cái phòng của mấy anh kiểm lâm chơi luôn cái tủ đồng hồ cây nữa chứ sang trọng với gì máy tính này máy tính đời gỗ rồi rồi ok có vàng lo am ly luôn rồi game này cũng được dán đôi wishlist chơi chắc không chơi đâu tại mấy game giả lập bây giờ làm việc cực khổ lắm ở ngoài đời đã thấy mệt rồi. Vô game gì còn mệt hơn nữa. Ồ. Bui nè, sửa chữa nè. Chế độ nè, học hỏi nè. Nuôi thú nè. Khám phá rồi nè. Mở mấy cái là trang bị rồi. Nói chung khá là nhiều thứ để làm trong game này. Rồi một đống anh giúp luôn, khủng nãy giờ không hết luôn. Giới thiệu con game như viết một cái tiểu thuyết nhé. 2 ngày nữa thì game đã ra mắt này. Coi là tìm thông tin nè. Chắc game thì chưa công bố. Thì game này cũng mất hơn 3 năm phát triển ít nhất đến 3 năm rưỡi đó. Sắp đến ngày ra mắt thì sẽ tìm sẽ boost cho lượt hiển thị đó, nó tăng cái số follow lên một vài game thì chìm luôn thì mấy con game này tôi cũng đã giới thiệu rồi hết rồi có wishlist là biết rồi đó chắc trong đợt game mở tháng 4 thôi những con này mới xuất hiện nè SCP này game miễn phí nữa. Game gì đây? Mình cứ kết lãng quên hả? Game của mấy anh kia nè. Cứ dòm lên nó đứng mà. Để tôi từ từ thôi này.
Đồ họa này thì nghĩ nó kiểu cũ dữ lắm rồi. Không, cổ dữ rồi. Game chắc thì là dạng mà tên bay quá. Phi thiên ngự kiếm. Bạn kiếm quy tông. Rồi, chờ đợi rồi nãy giờ cũng hiểu sơ chuyện game mà. Thì phong cách đồ họa này cũng cái thời PS2 cổ dữ lắm rồi đó. Trước tôi cũng chơi mấy con game dạng như thế này. Đây, hành động tên bay thôi, hành động nhập vai. Có cái giải đố vô nữa nè. Thì game không có hỗ trợ tiếng Anh nên chắc chờ mấy bản phát mà diệt quá thôi. Tôi có mấy con game Trung Hoa mà trên mua xong thì cũng quên tôi rồi. Để coi tôi nhớ tôi mua mấy con game này nè. Người thậm chí con game nó đánh tới số 7 luôn. Đâu ta? Game cũ. Nhưng con này là con gì tôi cũng không nhớ tên đó. Ba mấy gì mà chơi đâu được 2 giờ luôn hết đâu. Thì cũng còn nhiều game lắm nhưng mà quên nó ra này. Giờ cũng chả biết nó gì nữa. Guardian 3 là gì ta? Thì hồi xưa thì vẫn cái thời Võ Lâm đi lên, kiếm thế đi lên. Quân thần rồi đó. Nên cũng khá là mê mấy game võ hiệp 3D Trung Quốc. Cái đó là tuổi thơ rồi. Đây, gì đây đây. Con này khỏi nói rồi. Nó là game AAA được mong chờ nhất trong tháng 4 thì cũng không sai. Thì tôi thích con này hơn con Dead Island. Dead Island 2 khá nhiều. Mặc dù phần 1 đi chơi bị ăn hành dữ lắm nha. Chứ mà thể loại mà Soulslike này tôi chơi rất là kém. Nhưng mà lâu rồi không chơi con 3A nào. Nên chắc thử quan này. Con này anh em ngoài cái cách này thì có thể mua kia. Mua kia AMD nó có mà kèm theo game này. Đây là gợi ý một cách nha. Không phải quảng cáo hay là dụ dỗ gì anh em hết. Bây giờ tìm ra cũng khó nữa. Anh em nào muốn mua có thể nghiên cứu cách này để mua được cái kia rẻ hơn. Thì lúc trước thì tôi hay đi gấp mấy cái máy tính thì cũng được. Gấp mấy con cạc với chip đời mới á. Cái AMD cũng có cái con kia game này rồi. Mua lại cũng giá rẻ thôi. So với cái giá 1,9 triệu này thì chắc rẻ hơn 3 lần hết á. 6 ngày nữa game mở khóa rồi. Tới anh em đợt nghỉ lễ ngay đúng cái đợt đó luôn. Thì game 3A bây giờ nó đã lên 70 đô hết. Bản Deluxe này không biết. Đây, game này có là Denuvo ta. Không. Game này không có Denuvo. Chiều nay cũng có một cái topic thảo luận về cái vụ Denuvo. Đây, bác này có đăng lên cái mức giá Denuvo này. Thì giá một tháng của Denuvo tôi đọc thì trên mấy diễn đàn Reddit thì họ báo thường là 25k, tức là khoảng 600 củ một tháng á. Mình thêm một năm thì khoảng là 25 nhân 12 là 300. 300 khoảng 8 tỷ. 8 tỷ để bảo hành Denuvo, để mà bảo hiểm cho một con game chống gắt Denuvo trong vòng một năm là 8 tỷ. Thì giá tháng thì khoảng là 600 triệu. Thì cũng có một mức giá nữa là tôi không biết nó có thật không. 0,5 đô cho một con game à. Cho mỗi bản bán ra. Tức là so với mốc 25.000 đô này anh em bán một tháng được 50.000 bản. Thì hai cái giá này bằng nhau. Cái đó bom tấn cho lắm mới nghĩ trường hợp đó. Tại bây giờ mấy con game mà bán 1-2 triệu bản là đã rất là khó rồi. Thị trường cạnh tranh rất khốc liệt. Tôi nghĩ con số 0,5 này chắc kèm kèm buộc khá nhiều điều kiện. Thì bây giờ Denuvo cũng phổ cập vô khá nhiều game nhỏ nhỏ nữa. Không cần phải nhà phát hành lớn thì khủng khiếp gì cũng có thể chạy Denuvo đâu. Nhưng mà nhiều nhà phát hành thì họ
họ vẫn giữ thái độ mà quan điểm là game sao chịu gì thôi, không bao giờ cài Denuvo vô. Đầu tiên là nó tụt hiệu năng rất là nhiều, thứ hai là phải chia sẻ dữ liệu người dùng qua một bên thứ ba, đánh vô vấn đề bảo mật các thứ nữa. Cái thứ ba nữa là Denuvo rất là bị ghét, nhiều khi mình lắp Denuvo vô á, người mua á họ đẩy chai luôn, họ sẽ không mua game nữa. Tại sao người mua lại tẩy chai dù họ muốn mua rồi? Tại vì Denuvo ảnh hưởng rất nhiều thứ. Đầu tiên là hiệu năng nè. Thứ hai là lối chơi của nó nè. Denuvo mà mấy con game có co-op đâu là buộc phải mua hai bản cho bạn bè. Cái thứ ba nữa giới hạn thiết bị. Thì mình chỉ có thể share game đó trên 5 thiết bị khác nhau thôi. Share nhiều hơn thì phải xài khá nhiều cách lắp rất là phiền phức. Như anh em mình thì ở Việt Nam thì chỉ một hai máy là đủ rồi. Còn bên bển thì rất là nhiều máy tính. Share được trên 5 thiết bị hết. Như có bạn bè anh em nào mỗi người một hai máy, chỗ làm chỗ văn phòng cái nữa là không có chia chác nhau được. Cái thứ ba nữa là Denuvo nó kích online liên tục luôn, nên em chơi offline rất là khó. Thì con Gatefall tôi nhớ là nó vừa chết online vừa Denuvo luôn đó. Thậm chí con game này còn bị phá 30 fps ở trên mấy cái máy Xbox đề cao nữa. Giá game vẫn là 70 đô nữa hả ta? Khiếp gì? Tôi nghĩ là nó khoảng là 40-50 chứ. Con này tôi chỉ theo dõi thông tin thôi chứ không định chơi nữa đâu. Trời ơi, úp một đống video nè. Headphone anh chơi có border viền màu đỏ ha. Sao thấy màu mè dữ thiệt. Tím xanh lá, phối màu rất là màu mè nè. Đỏ xanh lá xanh dương, màu rất là nổi, rất là tươi luôn á. Đây. Nhìn nãy giờ giống Black Forest. Cái dù này, cái này đúng nghĩa là cái dù luôn nha. Nào, có cái thanh chính giữa thì bọc xung quanh này, vòng vòng nè. Nãy giờ thấy dù này sâu hai ba lần này. Nhìn cái này tôi tưởng là cái trường trọng lực mà. Nhìn qua cái này mới rõ là cái dù. Gọi là cái ô á. Này. Game này vừa có Denuvo và đi vừa có mà Bethesda chết cái nữa là lại vừa chết online luôn cái nữa. Xong cuối cùng con game này lại lóc 30 fps nữa cái máy đời mới. Như làm gì thì cũng khó cho người dùng. Bethesda. Game này cũng lùm xùm, hãng này cũng lùm xùm nhiều thứ dữ lắm. Ghostwire Tokyo lên đây hả ta? Tôi nhớ lúc trước là nó độc quyền bên Epic hay là ở đâu hay PlayStation chứ không nhớ nữa. Giờ có trên PC nữa. Assassin's God. Bản này DLC của Doom mà ta. À đây, bản DLC của Doom. Đây nào. Fallout 76 của từng phút rất là nhiều quá nè. Nhưng Bethesda thì bom tấn khỏi nói rồi. Đây coi kỹ game mà đây. Kiếm sư. Ô. Sao lần trước coi nó không để ý game này ta? Ủa? Sao lại có 2021 gì đây nữa vậy? Mobile hả? Tết Giang, Amazon. Không đọc được. Cái video này một năm trước 18k. Này game mobile mà. Đây đây đây, Steam đây. Video này á, bắt tờ go dồ 2018 thế giới võ hiệp mới à. Không, tôi nhầm nó với game kia rồi. Cứ tưởng là mấy con bom tấn gần đây mà. Nói ra con game này. Coi ảnh trước. Đồ họa cũng tạm được. Ổn. Tạo hình nhân vật thì chi tiết mấy bộ đồ được đó. Nhưng mà môi trường thì hên xui quá. Nhưng môi trường là nhìn nó cũ quá nè. Áp ba cái sương mù vô cũng nhiều nữa. Thực ra trong con game á, sương mù nó không có nhẹ luôn không. Tại sương mù nó kết hợp với rất nhiều hạt luôn. Nó vừa cản vừa tán xạ ánh sáng rồi đổ bóng. Ảnh hưởng rất là nhiều thứ.
Như anh em để mấy cái cây này nó chơi toàn bóng vuông không mà thấy không? Đó, để mấy cái bóng khá là vuông nhất đang. Sẽ chụp cái mấy cái cảnh bồ an gì như du lịch gì không? Thậm chí cái góc chụp này cũng vậy nữa nè. Đó, những cái tấm hình này thì để lên để áp dụng sương mù khói rất là nhiều nữa. Lửa là cũng vậy nữa. Ba cái ảnh thì ảnh môi trường không có thấy một tấm hình USB nào hết. Chúng ta xem qua trailer 1 phút 09 giây, hy vọng có là thêm nhiều thông tin hơn. Game đừng lặng nữa dễ đố. 7 có chặt cây đào đá chặt cây xây nhà, có xây nhà là thấy hay đó. Thường tôi phải mấy cái game mà xây dựng mấy cái nhà cửa lắm, bị thương rồi những ngựa đồ họa sau lúc nó lên lúc xuống chưa thấy vô cái yếu tố hành động nào nha, múa không à. Đó đánh nhau đó, coi cái combat thế nào thôi. Thì combat này giống mấy game kiếm hiệp hồi xưa chứ bây giờ nó thường quá, hiệu ứng va chạm rất là tệ luôn. Game này thì cũng tầm trung thôi, tôi nhầm với mấy con game mà Trung Quốc mới tung mấy cái trailer gần đây. Đây là giới thiệu về chức năng xây nhà. Bắt đầu đút cái hình ở dưới vô gì trời. Game đó cũng tương đối, không mê cho lắm. Này chắc game kinh dị rồi. Kinh dị cinematic luôn à. Đây game này rất là hot. Ủa sao tôi chưa whitelist nó lần. Game này mới bữa đọc vài thông tin về nó cũng rất là nổi tiếng luôn á. Đợt trước có làm video thì tôi không chú ý gì nó nhiều, chỉ có khen một ít thôi. Sau này đọc tin tức thì thấy khá là ổn, rất là ấn tượng. Nên giờ chắc quyết luôn, một game 2D. Xây dựng môi trường rất là ảo ma luôn. Vừa là mờ vừa mà cảm giác gói luôn. Mấy cửa kính vỡ này là không thực tế à. Kính ít khi nó vỡ được gì lắm, nó vỡ là vỡ trong góc ra trước. Có súng, có vũ khí, vũ khí mà thật đồ họa thì lớp gấp, có lớp gấp nữa, có đá fantasy rồi có lớp gấp nè. Có cái thẻ này vô thì có nhiều tín đồ đam mê cái mà vũ trụ tăm tối đó cũng tham gia vào game. Like hiện game này trước cũng nói rồi, đây một phiên bản được đưa lên PC trên Steam thôi, lúc trước là độc quyền trên Nintendo Switch. Nó nằm giữa mà Octopath cho vào phần 1 phần 2 á. Mấy game này tôi cũng nói rồi nên chắc tạm thời bỏ qua. Ồ, một game kể chuyện của mấy anh hàng xóm dù chỉ có 500 follow thôi, không hỗ trợ tiếng Anh này. Thấy dòng này khá buồn mà tiếng Trung chỉ có mà tiếng Trung giản thể rồi nữa, ở phòng thể rồi nữa chứ không có tiếng Trung giản thể luôn. Tiếng Trung mà phòng thể bây giờ đó, thì bạn tôi nó học và nó nói là rất là nhiều nét, rất là khó nhớ, khó đọc luôn. Ở trong đây có tiếng Anh nè. Đó. Chữ nó rất nhiều nét chi tiết, vừa khó hiển thị vừa khó đọc nữa. Nên bây giờ người ta chuộng tiếng Trung giản thể hơn, ít nét hơn.
nó rút gọn nhiều chữ hơn á. Còn tôi thì cũng đâu có phân biệt được hai đó đâu. Cảm giác game này nó sặc mùi 18 cộng rồi đó nha. Game này là game trên phải không vậy? Không, hai chữ dấu chấm bốn chữ. Game này game khác nữa. Chắc chung của đẹp thôi. Game 2D. Đồ họa ngộ nghĩnh. Ngày cuối. Đây, Godfall là đầu tháng 5 luôn. Thì tháng 5 sẽ làm video khác nên không đề cập vô. Thì bây giờ coi thứ ơi, game này có gì sale không? Đây. Đây là cái danh sách bộ lọc time sale là giá trên 30.000, đạt được 50 review rating là phải trên 65%. Lượng giảm giá phải 35%. Cái này là những con game đang sale thôi. Thời gian bắt đầu sale đây. Bắt đầu vào 1 giờ trước. Game này game lăn bóng thôi. Thực ra lúc trước đã từng chơi mấy game thể loại này khá là khó. Nhưng mà cũng vui, hiệu ứng va chạm đồ chạy nhảy đồ, tính có trọng lực luôn. Game phiêu lưu dạng đọc chữ. Chữ rất là nhiều chữ luôn. Rồi gọi là đến mức là tiểu thuyết luôn á. Đây cái thẻ nó có ghi đây. Là đến mức là tiểu thuyết luôn á. Anh em là thích đọc sách thì có thể chơi thử. Riêng tôi tiếng Anh kém rồi. Đọc sách thì không ngại nhưng mà tiếng Anh kém thì ngại lắm. Ngồi tra từ điển thấy mệt đó. Đồ game này sale 40% mà. Giảm giá 40% luôn. Kiến tạo lịch sử. Chiến tranh thế giới năm 2010. Game 18 cộng. Nghiệp làm bắn súng khá đơn giản. Game này cũng nổi lắm mà tôi không nhớ tôi chơi chưa nữa, lâu quá rồi quên rồi. Âm nhạc và đầu tư như bản nhạc thực sự nha. Game này chờ kinh bay. Tôi nhìn thấy quen lắm mà không nhớ là chơi rồi hay là đã xem ở đâu rồi. Nhạc nha, vẫn thích phết chứ. Chấm điểm rồi cơ. Có 4 cái DLC. Đồ họa không đẹp chứ. Có quái vật. Không phải quái vật. Máy móc thôi. Đánh giá rất là tốt luôn. Nhớ game thì đợi nó giảm 70% là được cao nhất. Đây, cái bản này thì gồm tất cả các DLC dưới. Trừ cái Ascension Pass này thôi. Thì các DLC giá cũng không có đắt lắm. Lại được giảm giá sâu nữa. Vừa mua game vui DLC vừa bán 184 ngàn. Cũng được. Quyết định đây. CGBG với lại co-op đa nền tảng, thậm chí có thêm chơi đinh cạc nữa. Game này lúc trước coi trailer hồi quá chứ chưa có chơi. Đây bản 2 của game đó. Ủa gì Master đó. Game này từ 2 đến 5 lần. Bản trên là phần 4.
Ticket code 2014 của 2019. Những bộ cây kỹ năng khủng khiếp. Game này game nhập vai mà khoảng 100.000. Từ Wargi này thì chắc anh em cũng biết rồi chứ gì. Game mới ra mắt này năm ngoái rồi. Nó nằm trong một cái vũ trụ, không phải là vũ trụ nữa, nó nằm giống giống với các cái loại game mà phiêu lưu kinh dị rồi kể chuyện nữa, dạng như nó có kể chuyện luôn tí á. Tự nhiên tôi quên mất tiêu cái đó rồi ta. Hiện tại nó có 4 5 phần rồi đó. Thì con game The Wargi này thợ mỏ này cũng được duyệt quá rồi, hình như là của độ PC đầu tư hay gì sao á. Đến được coi là đây game thường Việt luôn. Game này không có donut luôn. Ok, nãy giờ đầu thông tin tí thôi. Tôi cũng không nhớ phải độ PC à, đầu tư để dược quá game này không nữa. Tại vì tin tức nhiều quá thì thi thoảng tôi quên. Nhìn ông này tôi cảm giác dấu dấu này lên mất đó. Đây là con game giảm giá khá nhiều mà giá cũng hơi cao á. Còn còn bán đóng DLC nữa nè, bộ đồ á. Bộ filter hiệu ứng đâu. Mấy cái này vẫn nút vô bán game hút máu thiệt. Một con game kể chuyện. Cái yếu tố kinh dị là chính cho Mathbuster mới rồi điều quan trọng nhất là có nhiều kết thúc khác nhau. Thì liên quan tới là việc người quá sói hay là cái gì đó. Lâu chứ không nhớ. Những giá cũng cao chót vót luôn. Một con game mà giống phim, rất là giống phim luôn. Mấy phim mà kinh dị hạng B rồi. Thì cũng một nhóm đi cắm trại xong rồi gặp mấy vụ kiện, mà sự kiện kỳ bí rồi. Trời, nó xếp giống hàng game 18 cộng. Thỏa tay luôn. Còn game này đang giảm giá nè. Chắc tôi đầu tư Trung Quốc luôn á. Tại nó lúc đầu chờ mà nhìn cái đoạn trailer này cảm giác nó giống The Room. Đây, The Room đây. Giá game là 60 ngàn. Thì đồ họa nó cũng cuộc kiểu cổ thôi. Không đến mức là quá đẹp với mà chi tiết như The Room. Máy móc nó thì khi render ra thì chắc kết xuất ra cũng không có được chi tiết cho lắm. Mấy đường cong này chưa thực sự cong lắm nè. Anh em nhìn nét vuông. Cái file 3D mình dựng mà cái đường cong nó rất là mượt luôn thì nó rất là nặng nha. Dựng cái đường cong nó càng cong thì rất là nặng, còn dựng nó vuông vuông kiểu này thì nó nhẹ hơn khá nhiều rồi. Có hiệu ứng đâu, đang game giải đố thì rất ấn tượng rồi. Đây con game này tôi sẽ mua đang vào ngày 28 tháng 4 á, cũng còn cả tuần nữa luôn. Rồi để đây nếu như có trong wishlist rồi thì thôi tí nữa là tìm kiếm người quốc luôn, tìm kiếm bản thân mình. Ai lạnh, ai lạnh nó đang cho chơi miễn phí vài ngày phải không? Đây chơi miễn phí trong vòng 3 ngày. Ai lạnh là một con game co-op chơi mới vui á, chứ chơi mình thì chơi khá chán luôn. Mấy quái này
nhớ nữa mấy cái phim hay là bị đây tờ ồ DLC nhiều chứ. Game này chưa chơi anh cũng chưa biết được. Underphone này con game mà trong giải game RPG nhắc tên cũng rất nhiều lần. Nó cũng đạt được cái giải hình như là giải nhân văn đúng không The thing about ta? Con game kể chuyện thì chủ yếu là nêu bật các mối quan hệ, kể về cuộc đời của từng người. Như một cái tiểu thuyết vậy. Rất giống một việc đọc một cuốn tiểu thuyết luôn. Choice Master và phút truyện Cinematic. Game này đợt game of the Year nó cũng đoạt được cái giải nhân văn không? Đi kéo xuống giải thưởng rồi. Đây nè. Game of the Year năm 2022 năm ngoái. Ngoài ra rất nhiều giải thưởng cho nó luôn. Giống như cảm giác như mình có thể là lựa chọn một bộ phim tương tác. Game giảm giá cũng tương đối ổn. Còn hóa ra nói chung những nhà phát triển game này. Game này tôi mới thấy thông tin thôi. Over luôn à. Vậy mẫu tử thi á vậy. Đây, dạng cho Mad Master luôn. Có dạng tay lít nữa đó. Đồ họa tay lít này dạng đồ họa đơn giản. Nhìn mấy game kiểu này nè. Con Doom này mà đưa Meta theo sinh vô mà đưa vô dạng đồ họa đơn giản được. AOE 4 này chắc cũng không cần quảng cáo nữa chứ gì. Mới đây mới 2 năm nữa ta. Game đưa bóng vào lỗ nhìn giống giống mấy cái con mà đua xe chứ có con đua xe này bích đó game gì quên tiêu rồi cũng đưa xe mà ba xe đua đá banh với nhau đưa bóng vào lỗ thì thay vì đưa mấy cái bóng vào lỗ thì con game này cũng bóng vào lỗ luôn nhưng mà nó dạng đánh gôn còn game kia là bóng đá đó em chỉ việc hút vô cái đó là đưa qua bóng vào lỗ. Game này mấy streamer chơi khá nhiều. Chủ yếu co-op với bạn bè rồi cạnh tranh với nhau chứ. Game đua xe nào. Game này như bắn vịt thời xưa chứ. Ít chiến à. Rất là nhiều thể loại dồn nhé, ép vô một con game luôn. Kia tách tích con này nằm trong vũ trụ Metal Gear Solid đó. Ủa cái nằm trong vũ trụ Gear luôn á. Gear thì mới chơi phần 4 phần 5 à. Gear phải gì á. Phần này thì cái tên tách tích của nó thì nói lên cái gameplay của nó là chiến thực hay gian thực nè. Tin bay rồi nè. Còn mấy phần kia là nhập vai TPS bắn súng. Sao không có liên kết với mấy game khác ở dưới đâu. Phần này chắc kiểu như ít cơm luôn đó. Đó, giống giống ít cơm. Thực ra chưa chơi nên cũng chưa biết. Hades thì khỏi nói rồi. Theo mai hoài thì người dẫn cái chuyện thôi. Con game này mấy con game từng dính phốt mà cái lá cờ Tây Tạng không ta tôi cũng chả nhớ nữa. Như là con game nhận đánh giá cực kỳ tiêu cực luôn là tại vì trong game nó xuất hiện một hình ảnh một cái lá cờ hình như không phải phần này mà phần sau ấy vậy
lâu quá chả nhớ nữa. Nó chỉ có một cái trường đoạn xuất hiện cái lá cờ Tây Tạng thôi. Thế là mấy anh Trung Hoa đồ vô đánh giá cực kỳ tiêu cực đầy ra luôn. Tại vì theo luật của họ thì Tây Tạng không được tính là một quốc gia, nên xuất hiện cái lá cờ trong game á vi phạm lại cái chính sách chủ quyền của họ. Nên cuối cùng là đánh giá thảm thương game. Mà tôi không nhớ con game này hay là con game nào. Thì vẫn có phong cách đồ họa lối chơi cái chuyện đồ giống Lai Trang đi thôi. Đây ghi file nè, tôi chỉ chơi game này thôi, chưa chơi game cho anh. Con này nó miễn phí cho anh mà PC Game Pass nên anh em không được mua cũng phải lên đó chơi được. Ogi khỏi nói rồi. Chất lượng từ hình ảnh đến âm thanh luôn, gameplay cũng vậy luôn. Hello. Alo này bản cổ lắm này nó. Game kinh dị hả? À con game này thì tôi nhớ tôi mua rồi mà ta, sao nó không hiện trong thư viện? The fox talks to me. Thì lần trước đã nói rồi đó. Ủa đâu? Darkness settled when the earth was still young. Không, con game này hình như khác con game lần trước tôi mua rồi. When you do what you think is right, true Đó, mà sao cái gameplay nhìn giống hệt vậy? Maybe it is our minds that speak to each other, and he couldn't find himself. Bạn, coi lại cái. He is now bound to me until I release him. Đấy, lần trước tôi mua con game này nè. Nhìn cũng cái cảnh cưỡi sói rồi nhìn ra cũng dạng đánh chữ luôn. Gì là sao ta? Game này 31 tháng 3 2021. Ba mươi tháng ba năm 2016. Giữa con game này là phần sau của con này đó, chung nhà phát hành luôn nè. Sao lần trước tôi chả để ý ta? Vì có thể chơi xong game này tôi sẽ mua thử con game này chơi luôn. Rồi giá game thì 113.000, cho nó mới ra gần đây, không biết tiếp đây. Mức giảm giá cũng tương đối tốt luôn đó. Để đây đi. Có gì xong con kia là tôi mua con này. Cũng không có nghĩ là phần này rồi phần sau nữa, nhìn nó giống hệt nhau luôn. Cứ tưởng là mua rồi không à. Rồi ba. Này. Biết đít rồi. Xin xét ông gai. Thì con này là con game dạng phát ô mà hành động rất là hay nha, game ấn tượng á. Tuy nó ra lấy khá lâu rồi, tôi chưa có chơi, nó mua về tôi trưng thôi. Hồi xưa tôi chơi là để chơi bán thuốc, rồi sau này thấy game giảm giá nhiều quá thì tôi mới mua nó để vô bộ thư viện. Game này cũng ra lâu rồi, bây giờ cũng 5 năm rồi đó. Nó vừa dạng góc and gone vừa hành động luôn. Mà sao game này chỉ có 8.000 lượt đánh giá nữa, tôi nghĩ là nó đạt được thành tích tốt hơn chứ. Nó lướt ở đâu rồi? Đếp gốc lá tích mà. Đếp gốc gà lá tích. Thì game này co-op với bạn bè rất là vui luôn. Nhưng mà vấn đề là phải có bạn bè, chứ có match online thì phải là phối hợp rất nhiều thứ đó. Hai chiêu được follow nè, mười mấy ngàn người chơi cùng lúc. Game này chủ yếu đi đầu quặng thôi, nhưng mà dưới quặng nó có rất là nhiều con thú. Giờ mình chơi co-op bạn bè cực khổ, nhưng mà ngốn thời gian luôn á. Nhiều khi đi đầu mỗi quặng mấy tiếng đồng hồ, mà phải phối hợp với ăn ý với nhau cực kỳ nữa nè. Anh em còn trẻ mà có bạn thì có thể tranh thủ chơi này đi, chứ về già rồi là kiếm một người chơi game khung rất là khó luôn. Nãy giờ coi cũng khá nhiều game này, chắc hôm nay nghỉ tại đây thôi. Ghi nữa nè. Dead by Daylight.
Thì con game này người ta chơi cũng rất là nhiều. Việt Nam mình thì không ai chơi nhưng mà nó vẫn có lượng người chơi là ổn định, nó trung thành rất là nhiều đó. Sao gần đây đánh giá thì khổ như gì nè. Game đang trên đà ngon lành, bốn gần 500 ngàn nữa đánh giá, tự nhiên gần đây đấu quét rồi. Đó, game này cũng dạng bom tấn, lượng người chơi cùng lúc luôn 30-40 ngàn. Ở Việt Nam anh em thấy ít người chơi, chứ nước ngoài họ chơi rất là nhiều luôn. Thậm chí số lượng người chơi sẽ chim cũng ổn định đó. Lâu lâu đó thường đít ba đây like đó luôn, nằm trong top mấy chục cái đầu tiên đó. Đây nào, game cũng không quá khó, cái lối chơi nó thì cũng có nhiều đó thôi, nhưng mà lượng content nó lại nhiều, nhờ phát triển từ cái đó đi lên. 4vs1 bây giờ chẳng có 5 người, một người đóng vai thú, còn bốn người, bốn bây giờ còn lại đóng vai người. Ồ, DLC khủng khiếp luôn rồi đó. Kalimba ngồi game 2D double zoom như giờ tính năng đó. Thì con game này cũng rất là hóng nè, không biết bao giờ nó ra phần mai 2. Phần 1 này nó rất là ảo ma luôn nha, dạng anh em chơi là như tâm thần luôn á. Từ cái cách kể chuyện, cái phong cách đồ họa cho tới thiết kế môi trường, nó đều dựa trên là cái gì gọi là yếu tố người tâm thần á. Đây máy móc cái này thì con này tôi nhớ là có chơi lô phần 2 rồi mà bây giờ không thấy thông tin nữa, coi lâu quá quên rồi. Anh em chắc coi cái Zalo phần 2 nó cũng rồi đó, tại vì mấy cái đợt sự kiện lớn lớn đồ sâu ra cái hát là nhiều luôn. Tháng trước họ mới ra Zalo mới mà, tôi cũng coi rồi. Game mập thì dìa đầu cũng có cái video cinematic, hình như là cái cảnh ở ngoài đi vô hang động đốt lửa lên gặp người khổng lồ. Tôi chúng đi hóng phần 2 thôi, phần 1 chơi không nổi. Đây là phiên bản nâng cấp đồ họa đó. Đứa ta làm này nó đang nổi lên rất nhiều rồi. Đây, nằm trong top 5 đầu tiên luôn. Cái tật huyền thoại này vẫn giữ vững phong độ. Pháp bộ này nhớ nó cổ dữ lắm rồi. Game này như cũng gắn với tuổi thơ cũng khá nhiều anh em mà. AOE hơi đau đầu quá, coi hết cái clip này chắc nghĩ thôi. Như này còn còn hấp dẫn nữa, vai Jonas này cũng nổi tiếng lúc nó ra, nó cạnh tranh với con gái đành ghi chat gì đó. Con gái đành ghi chat thì không biết nó đưa lên PC không. Đây, con này thì tôi không thích bằng cái con gái đành ghi chat kìa. Gắt chờ lát gì đó. Quên từ game này. Thì hai con game này lúc mới ra nó gọi là đối thủ cạnh tranh với nhau. Con này chỉ có trên PlayStation thôi, nên chắc anh em biết, ít người biết nó. Ratchet and Clank. Gắt chết là anh nhé. Do nó độc quyền PlayStation nên tôi chỉ mới chơi ké được một trường đoạn ngắn à, chưa đủ để cảm nhận game. Thì sau này nó đang có thông tin gò gỉ là nó sẽ lên PC đó, nếu lên PC thì chắc sẽ ưu tiên cho nó. Con này thì cũng cũ cũng hay rồi, bán DLC nhạc mà nó cũng phân ra thành ba album riêng biệt nữa mà, cũng 2 năm rồi. Thì hai con game coi như là đối thủ với nhau, nhưng tôi vẫn thích con này hơn.
18 cộng. Nhiệm phòng ngục. Nghiêm ngộ vậy. À, là anh bớt video game này 2010 hơn thập niên rồi. Cái game này cổ dữ lắm rồi. Game này giống mang tính thể thao hơn. Rồi, hết rồi. Welcome to the magical world of the Nameless Kingdom. Use your talent as a doctor of magical sciences and the leading specialist in magical block to embark on a daring globe-trotting adventure. Your mission? Ain't nobody got time for that. Game này giết bùi mà không chiến đấu thể lực hết nào, thay lỗi đó đánh thể lực thì nó chơi sao? Build, upgrade and defend your magical towers. Vậy chắc nó là thủ thành. Tower defense không? Có không có tower defense luôn. Những kiểu xây nhà này ngộ ngộ hay hay á. Psychotic characters to become the true hero. Always the hero. Am I right? Cũng không thấy yếu tố hành động nữa. Vẫn chưa hiểu nó chơi làm sao. Safe travels. Giá này cũng không rẻ lắm. Nên chắc để theo dõi thời gian tích. Rồi, hôm nay ngừng tại đây thôi. Đau đầu quá.